Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế, Tài chính, Bất động sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay, ngày 19 tháng 11, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân muốn vay, ngân hàng rất muốn cho vay, nhưng vì sao không vay được? Vành đai 4 sẽ mở thêm hướng, rút ngắn đường đến sân bay Long Thành ra sao? 38.700 tỷ đồng mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Ngân hàng Nhà nước thông báo bán vàng 83,5 triệu đồng một lượng. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 11, tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo thúc đẩy tín dụng cho ngành hàng nông sản chủ lực, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững. Do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Tại hội thảo, ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, nêu băn khoăn với Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, khi theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chỉ có 30% hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được các khoản vay tín dụng với lãi suất ưu đãi. Ông Bình đề nghị cho biết đâu là điểm nghẽn khiến việc nông dân khó tiếp cận nguồn vốn vay. Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế cho biết ông cũng nhận được nhiều câu hỏi về việc này. Cụ thể là vì sao dân thì muốn vay, ngân hàng thì có thừa tiền và cũng muốn cho vay nhưng lại vay không được. Trả lời câu hỏi này, ông Đào Minh Tú cho biết Đảng, Nhà nước nói chung, các bộ ngành nói riêng có rất nhiều cơ chế chính sách để giúp hộ nông dân, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận các mô hình, trong đó có tín dụng. Những hoạt động của các hợp tác xã, ông Tú cho rằng cần nhìn nhận bức tranh hợp tác xã phát triển có bền vững không, có thực chất không, có lành mạnh và hiệu quả không, bởi những cái này liên quan điều kiện để tiếp cận tín dụng. Vốn ngân hàng cho hộ nông dân, hợp tác xã vay chỉ vài chục triệu đồng không phải quá lớn, rủi ro cho từng con người không lớn. Tất nhiên, nhiều người sẽ lớn. Câu chuyện tín dụng là phải có điều kiện, còn điều kiện tối thiểu cho hợp tác xã, hộ nông dân. Chúng tôi tin rằng ngân hàng đã có chính sách, ví dụ với doanh nghiệp hay một số dự án khác thì giao dịch phải có tài sản đảm bảo. Nhưng đối với hộ nông dân, chỉ cần sổ đỏ hay tài sản trên đất đem đến ngân hàng vay vốn, nhưng nhiều khi chưa có thì đó cũng là nguyên nhân. Hay phương án sản xuất kinh doanh thế nào cho có hiệu quả? Đối với hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực quản trị kinh doanh thế nào? Làm sao các ngân hàng chấp nhận tín chấp mà không cần tài sản thế chấp, miễn là quản lý được dòng tiền, đòi được nợ? Ngược lại, không chứng minh được thì dứt khoát ngân hàng không cho vay, ông Tú lý giải. Ông Tú cũng nhìn nhận phía doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân rất muốn vay vốn, ngân hàng cũng rất muốn cho vay nhưng không vay được. Giải quyết nút thắt đó thế nào thì cơ chế chính sách cũng như trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện rất quyết liệt nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến ở dưới video nhé! Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 45,54 km với tổng mức vốn khoảng 24.000 tỷ đồng. Về cơ bản, tuyến Vành đai 4 qua Đồng Nai sẽ đi song song với trục quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi qua sân bay Long Thành. Như vậy, đây chính là một hướng kết nối mới giữa Bình Dương với sân bay Long Thành, ngoài hướng Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi tuyến đường này hình thành, các xe từ các tỉnh, Tây Nguyên khi xuống đến tỉnh Bình Dương có thể dễ dàng tiếp cận sân bay Long Thành thay vì phải đi vòng qua các tuyến đường nội đô hoặc cao tốc khác. Vành đai 4 cũng hỗ trợ phân luồng các dòng xe từ Lâm Đồng và các tỉnh miền Trung về sân bay thuận tiện hơn. Về hướng kết nối tại Đồng Nai, để tránh các phương tiện tập trung về khu vực phía nam sân bay Long Thành gây quá tải cho các tuyến giao thông kết nối như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51, tuyến kết nối T1 và T2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề xuất làm đường DT769E. Tuyến đường dài khoảng 8 km sẽ nối trực tiếp vào sân bay Long Thành và kéo dài đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Qua đó, hình thành tuyến giao thông kết nối mới vào khu vực phía bắc sân bay Long Thành. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tuyến đường DT769E trùng với hướng tuyến của quốc lộ 20B. Theo bạn, Vành đai 4 sẽ giúp việc di chuyển đến sân bay Long Thành thuận tiện hơn ra sao? Hãy để lại ý kiến ở dưới video và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất bạn nhé. Để mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 6 đến 8 làn xe theo hợp đồng BOT cần kinh phí gần 38.700 tỷ đồng, nhà đầu tư thu phí trong 23 năm, 5 tháng. Đó là những nội dung chính của nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận vừa được Ban quản lý dự án 7 gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chỉ đạo để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Ban quản lý dự án 7, tuyến cao tốc dài 91,8 km sẽ được nâng cấp như sau:
đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện 4 làn xe, mở rộng lên 8 làn, nền đường 41m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương Mỹ Thuận hiện 4 làn xe, mở rộng lên 6 làn, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong 8 nút giao liên thông của dự án, hiện đã có các nút giao Vành đai 3, Bến Lức, Cai Lậy, Cái Bè, An Thái Trung đầu tư hoàn chỉnh. Nhà đầu tư đề xuất đầu tư hoàn chỉnh các nút giao còn lại để tăng năng lực thông hành, gồm nút giao Thân Cửu Nghĩa bổ sung 3 nhánh, nút giao Chợ Đệm bổ sung 2 nhánh trẻ và một cầu vượt. Xây dựng mới nút giao đường tỉnh 818 và nút giao đường nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc nút giao Tân An với quốc lộ 62. Dự kiến tiến độ thực hiện là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phê duyệt chủ trương đầu tư từ quý 2 năm 2024 đến quý 1 năm 2025. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt dự án từ quý 2 năm 2025 đến quý 3 năm 2025. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án từ quý 3 năm 2025 đến quý 1 năm 2026. Triển khai thực hiện dự án từ quý 1 năm 2026 đến quý 4 năm 2028. Sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận khoảng 38.693 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư thu xếp, trong đó vốn chủ sở hữu là 5.804 tỷ đồng, 15% tổng mức đầu tư, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 32.889 tỷ đồng, 85% tổng mức đầu tư. Nhà đầu tư thu phí hoàn vốn trong 23 năm, 5 tháng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư sử dụng doanh thu trong 10 năm đầu để hoàn trả vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giai đoạn 1. Bạn thấy quy mô của dự án này ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Sau gần 1 tháng không thông báo, ngày 18 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước lại thông báo giá bán vàng miếng SJC cho các đơn vị. Căn cứ phương án bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã được phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước thông báo giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 18 tháng 11 là 83,5 triệu đồng một lượng. Trước đó, trong tháng 10 và tháng 9, mỗi tháng Ngân hàng Nhà nước chỉ thông báo giá bán vàng miếng SJC một lần, dù diễn biến giá vàng trên thị trường thế giới và trong nước có nhiều biến động. Các đợt thông báo giá bán vàng miếng SJC gần nhất là ngày 22 tháng 10 và 5 tháng 9, lần lượt ở mức 88 và 79,5 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Theo Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, căn cứ các quy định hiện hành, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC với nguyên tắc tương tự như các phiên đấu thầu bán vàng miếng đã thực hiện trong năm 2013. Tại phiên chất vấn ngày 11 tháng 11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chia sẻ về biến động mạnh của thị trường vàng Việt Nam, các giải pháp can thiệp ổn định thị trường như tổ chức 9 phiên đấu thầu vàng, bán trực tiếp vàng qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC đã giúp giảm mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới từ 15 đến 18 triệu đồng một lượng, nay chỉ còn 3 đến 4 triệu đồng một lượng. Dù vậy, tới đây thị trường vàng vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi Việt Nam lại không sản xuất vàng nên diễn biến rất khó lường. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, theo bạn, liệu các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước có đủ để ổn định giá vàng trước những biến động phức tạp sắp tới? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Bạn muốn không gian sống của mình trở nên mới lạ và cuốn hút hơn? Hãy cùng khám phá 5 món đồ trang trí đặc biệt mà bạn không thể bỏ lỡ. Đầu tiên là mô hình đài, TV, đèn dầu, cối xay gió, mang phong cách vintage, nhỏ gọn, tranh cát chạy lúng 3D. Với 5 màu sắc ấn tượng, vừa giúp thư giãn vừa giảm stress. Đồng hồ treo tường kim trôi với thiết kế yên tĩnh, tinh tế là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống. Đồng hồ hưu tuần lộc in UV 5D, thiết kế cao cấp. Cuối cùng là đèn phi hành gia chiếu sao Galaxy sẽ biến phòng ngủ của bạn thành một vũ trụ lung linh. Hãy nhấn vào góc trái màn hình hoặc xem phần mô tả để khám phá ngay những sản phẩm độc đáo này nhé. Với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất bạn nhé.